ở trong cái lớp học của chúng ta không không có đông, cho nên các vị Phật tử học viên có thể mở cái webcam nếu mà các vị cảm thấy rằng là tiện, và có thể mở cái mic nếu mà các vị thấy rằng là nó không có, xung quanh của mình nó không có ổn. Bởi vì đôi khi tôi giảng bài tôi cũng cần cái phản ứng từ các vị khi tôi hỏi, để cái biết rằng là các vị có thể nắm bài bản được không. Thành ra tôi nghĩ trong cái lớp học vừa phải như thế này thì các vị cũng có thể mở cái webcam, bởi vì khi chúng ta học online như thế này thì nó cũng có những cái, nó cũng đã rất là hạn chế rồi. Thành ra nếu các vị mà mở cái webcam thì nhìn các vị tôi cũng có thể đoán phần nào các vị nắm bài được. Rồi các vị cũng hoàn toàn có thể mở cái mic lên. Các vị giữ cái mấy vị học viên. Cô Phước Duyên, cô Trân, tức là những vị giữ cái host trong phòng á, và hoan hỷ là trong những trường hợp bởi vì có một vài cái máy khi chúng ta mở mic lên nó gây cái ồn, mà chính cái người mà mở mic thì không biết là mình làm ồn, thì ra những người khác họ biết được thì các vị giữ host, các vị hoan hỷ tắt cái mic đó. Còn những cái mic nào mà nó không ồn thì các vị vẫn có thể để đi. Đôi khi tôi hỏi các vị có thể dễ dàng trả lời. Ở trong cái hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần lộ sắc này. Thật ra thì đây là cái phần nó không có khó, nhưng mà có thể là do vì cái lúc này tôi có những khi tôi không có khỏe, rồi tôi nói chuyện thì bản thân tôi cũng thấy là nó cũng hơi dài dòng, có lẽ là các vị cũng khó có nắm bài. Tuy vậy đó thì do vì có đôi khi chúng ta học mà vì một cái phần nhỏ ở dưới mà không hiểu mà làm hạn chế cái phần trên. Tôi cũng mong muốn rằng là tôi hướng dẫn các vị, tôi được, tôi cũng làm tròn cái trách nhiệm, tức là làm sao chia sẻ để các vị có thể hiểu bài. Thì ở trong cái phần lộ sắc này á, chúng ta nắm một cái nguyên tắc căn bản nhất, đó là mỗi cái nhóm sắc pháp sanh lên á, thì cái tuổi thọ, tức là cái thời gian tồn tại của sắc pháp đó, nó dài bằng 17 cái sắc la tâm. Các vị nhớ cái nguyên tắc đó. Thì các vị thấy là khi mà chúng ta nói rằng là ở trong cái nhóm sắc pháp là đầu tiên của kiếp sống đó, ở trong cái cõi nhân loại chúng ta đó, thì khi một chúng sinh tái sinh lên đó, thì khi đó nó do cái tác động của nghiệp, nó phải tạo ra một nhóm cái thành phần vật chất, một nhóm cái sắc pháp để cho cái tâm nương giá. Thì đầu tiên thì chúng ta có ba cái bọn sắc, hay là ba cái nhóm sắc pháp, nó đồng sanh với tâm, nhưng nó không có đồng diệt, bởi vì nó tồn tại cái thời gian bằng 17 lần 17 cái sắc na tâm. Một cái sắc pháp đó, thì nó bằng 17 cái sắc na tâm pháp. Thì từ đó chúng ta thấy rằng là khi mà một cái sắc na đại, tức là một cái sắc na tâm, chúng ta gọi một cái tâm sanh lên, chúng ta gọi là một cái sắc na. Và cái sắc na tâm đó được chia thành ba cái giai đoạn sanh lên, tồn tại và diệt đi, chúng ta gọi là sắc na tiểu. Các vị nắm kịp không? Dạ. Như vậy thì đối với cái sắc nghiệp á, là mỗi cái sắc na tâm sanh lên á, là mỗi nhóm sắc nghiệp á, nó sanh lên 9 lần.
ba nhóm sắc nghiệp đó, nó sanh lên 9 lần, tức là mỗi nhóm mỗi cái sắc na tâm nó sanh, mỗi nhóm nó sanh ba ba nhóm thành ra 9. Và qua 17 cái sắc na tâm như vậy đó, qua 17 cái sắc na tâm á, thì mỗi nhóm nó sanh lên thành ba. Thì qua 17 sắc na tâm á, mỗi nhóm nó sanh lên là 51. Ba nhóm nó cộng lại đó thì là 153. Tôi sẽ cái màn hình cho các vị xem. Ở đây có những vị đã nắm được cái điều này rồi, nhưng mà một số vị đó thì vẫn còn chưa nắm, cho nên tôi phải lặp lại, bởi vì những cái phần sau thì nó sẽ tương tự cái phần này. Các vị có thấy màn hình không? Dạ thấy. Dạ bạch sư, tôi thấy. Dạ. Nà, sư muốn hỏi lại rằng là tất cả các vị học viên ở đây chúng ta có nắm được hết cái phần này không? Dạ thưa sư có. Dạ hiểu Dạ cái sư cơ có. tốt. Tại sao Dạ muốn thưa tốt? sư có. Dạ. Dạ Dạ bạch sư nói là thú. Dạ tôi có hiểu. dạ. Rồi. Có nếu mà các vị đã hiểu cái trang này rồi đó thì các cái trang sau đó là chúng ta sẽ không có, chúng ta sẽ thấy nó dễ dàng. Và các vị cũng nắm rằng là tại sao từ sau cái sắc na thứ 17 trở về sau đó, thì nó luôn luôn là bình số 153 đúng không? Là bởi vì sắc pháp nó tồn tại trong 17 sắc na. Cái sắc na cái nhóm sắc pháp đầu tiên nó sanh lên đó, thì vào cái sắc na tiểu thứ ba của sắc na đại 17 thì nó diệt, và bắt đầu từ đó về sau cứ sanh lên ba diệt ba, cứ sanh ba diệt ba, cho nên nó là con số nó không tăng. Còn từ sắc na 17 đổ ngược về trước á, do vì chỉ có sanh ba, mỗi nhóm nó cứ sanh ba, mỗi cái sắc na tiểu nó cứ sanh ba, rồi một trong sắc na đại nó sanh chín, thì chúng ta sẽ thấy lần lượt là từng con số một là nó cứ tăng ba như vậy mà nó không có diệt, bởi vì khi đó cái tuổi thọ của sắc pháp nó còn. Nhưng mà qua đến cái sắc na thứ 18 trở về sau đó thì nó tăng ba diệt ba, tăng ba, nó sanh ba diệt ba, sanh ba diệt ba, cho nên nó vẫn là bình số 153. Ở đây chúng ta còn một cái phần khác, đó là về phần sắc tâm. Sắc tâm á, thì cái tâm nó tạo á, là nó khác với cái sắc nghiệp. Là cái sắc tâm á, là mỗi cái sắc na đại á, nó chỉ tạo ra một nhóm sắc na tâm thôi, chứ nó không có, trong từng cái sắc na tiểu của sắc na đại nó không có thể tạo từng nhóm sắc tâm. Cho nên á, đối với sắc nghiệp á, thì trong một sắc na đại nó 3 lần nó tạo sắc na tâm ở mỗi giai đoạn sinh tụ diệt. Nhưng mà đối với cái sắc tâm á, tức là tâm nó tạo ra sắc á, thì cái mỗi cái sắc na tâm nó chỉ tạo ra một nhóm sắc tâm. Cho nên về cái con số á, thì mỗi cái sắc na đại á, thì tâm nó chỉ tạo ra được có một nhóm sắc. Và cũng như cái sắc nghiệp, tức là cái sắc tâm nó cũng tồn tại trong 17 sắc na. Và ở đây con số 17 chúng ta lưu ý là 17 này chỉ là 17 cái nhóm sắc tâm bát thuần, chứ không có không, nó chỉ có một bọn sắc tâm bát thuần thôi, chứ không có bọn sắc tâm khác. Cho nên con số này tuy rằng nó con số này nó dễ nhầm lẫn mấy con số mà chúng ta học ở trong duyên hệ, chúng ta nói 17 sắc tâm hữu nhân. 17 sắc tâm hữu nhân đó là kể hết tất cả các cái đơn, kể hết tất cả các nhóm sắc tâm mà hôm trước chúng ta học á, tức là nhóm sắc tâm gồm có
gồm có 8 bất ly rồi 2 biểu tri rồi vân vân, thì con số mà chúng ta học trong duyên hệ là chúng ta kể cái đơn vị đó, còn ở đây đó là chúng ta kể, nó là kể cái nhóm sắc nó xanh lên dù nó có trùng nhau. Ví dụ như ở đây chúng ta nói con số 153 thì sắc nghiệp đó, nó chỉ có 9 nhóm sắc nghiệp thôi, nhưng mà con số 153 này á, là nó chỉ có 3 nhóm sắc nghiệp, tức là cái nhóm thần kinh thân, nhóm sắc tính và nhóm ý vật, nó chỉ có 3 nhóm thôi, nhưng mà 3 nhóm này nó sanh lên nhiều lần, tức là mỗi nhóm nó sanh lên 51 lần. Nên là chúng ta có con số 53 này nên lưu ý con số 17 nha, trong sắc tâm lên. Rồi chúng ta sang đến cái trang thứ 2. Cái trang thứ 2 này á, là trong vòng sau khi mà tái tục thì trong vòng 7 ngày đó, ở đây nói là bất định thời gian, tức là nghĩa là sau cái thời điểm 3 cái nhóm sắc nghiệp đầu tiên nó sanh lên á, thì trong vòng 7 ngày đó nó thì có nhóm thứ tư nó sanh lên, và cái nhóm thứ tư này là cái nhóm sắc mạng quyền. Thì ở đây các vị thấy á, là khi mà có cái sắc mạng quyền sanh lên á, thì các con số này á, mỗi cái sắc na tiểu á, nó tăng lên 1, là bởi vì khi này sắc mạng quyền nó vừa sanh lên á, thì do vì nó mới vừa sanh lên cho nên nó vẫn còn tồn tại, và cứ mỗi qua mỗi cái sắc na như vậy đó thì cái sắc mạng quyền nó tăng thêm một nhóm, và lần lượt như vậy á, nó tăng lên cho đến con số 204. Nó tăng lên 204 tức là cái gì? Ba nhóm đầu tiên nó đã giữ bình số 153, tức là nó sanh ba diệt ba, nhưng mà cho đến khi mà có cái nhóm thứ tư là cái nhóm sắc mạng quyền sanh lên á, thì khi đó nó sanh 4 mà nó diệt có 3. Cho nên mỗi cái sắc na tiểu á, thì con số này nó lần lượt nó tăng lên 1, 1. Nó 1 cho đến khi mà nó đã đủ cái tuổi thọ là 204 á, thì khi đó nó sẽ sanh lên. Lúc này á, nó sẽ sanh 4, 4. Và lúc này nó sẽ sanh 4 mà nó diệt 4. Các vị nắm chỗ này không? Đó, dạ, nó cũng tương tự giống như ở trên, nhưng mà do vì ở trên nó chỉ có 3. Rồi khi mà nó có cái nhóm thứ tư đó thì nó phải có 7, nó có trải qua 17 cái sắc na. 17 sắc na, khi đó cái sắc pháp đó, nó cứ tăng mà nó không có giữ bình số. Cho đến khi mà cái tuổi thọ của cái sắc na đầu, cái sắc na đầu tiên nó đã đến qua trải qua 17 cái sắc na rồi, sắc na tâm pháp rồi, khi đó đó thì nó sẽ diệt, thì lúc này nó sẽ trở lại là bình số từ đó về sau là 204, nghĩa là sanh 4 và diệt 4. Và ở đây chúng ta để ý là nhóm sắc mạng quyền. Cái nhóm sắc mạng quyền này nè, là các vị nhớ ở trong cái chính cái nhóm sắc nghiệp á, thì chính cái nhóm sắc nghiệp á, bất cứ một cái bọn sắc nghiệp nào sanh, nó sanh lên thì nó luôn luôn á, là nó có 8 bất ly và cộng với một cái mạng quyền. Như vậy thì cái nhóm đầu tiên, ba nhóm đầu tiên á, là cái sắc thần kinh thân, sắc tính và ý vật á, ba nhóm sắc này nó vốn đã có cái sắc mạng quyền của nó rồi, nhưng mà ở đây cái nhóm mạng quyền riêng này được ví dụ giống như là chúng ta được ví dụ các ngày ví dụ giống như là trong mỗi gia đình như vậy đó, thì mỗi gia đình đó, họ tự lo liệu lấy cái đời sống bình nhật hàng ngày, chẳng hạn giống như nhà nào cũng lo cái ăn cái mặc. Nhưng mà khi đó là trường hợp khi mà chúng ta nói một cái gia đình riêng lẻ, tức là gia đình nào đó mà cũng có cái nguồn sống. Nhưng mà khi mà cái gia đình đó
được tổ, được sống trong một cái tổ chức làng xã vân vân, thì chúng ta sẽ có cái những cái nhà quản lý, như là chúng ta ở trong cái địa phương nào thì cũng có chính quyền của địa phương đó, chúng ta ở quốc độ nào thì cũng có vua, có tổng thống của quốc độ đó, nó quản lý cai quản chung cho nhóm người ở trong một cái, trong một cái địa hạt nào đó, trong một cái quốc độ nào đó, thì cũng vậy, quyền này nó là cái nhóm mà nuôi dưỡng chung cho tất cả các cái sắc pháp. Còn cái nhóm, còn cái sắc vạn quyền trong từng nhóm sắc á, thì nó chỉ có là nuôi dưỡng cái sắc pháp, nuôi dưỡng cái nhóm sắc của nó thôi. Chẳng hạn giống như là nhóm sắc vạn quyền trong thần kinh thân á, thì nó chỉ nuôi dưỡng cái nhóm sắc của cái nhóm sắc, cái nhóm sắc thân. Nhóm mạng quyền ở trong cái bọn ý vật á, thì chỉ nuôi dưỡng cái nhóm sắc trong bọn ý vật. Còn cái nhóm mạng quyền này là tổng quát chung cho toàn bộ cái sắc nghiệp. Đây là cái phần chúng ta lưu ý về cái nhóm sắc mạng quyền. Rồi tương tự như vậy đó, thì khi mà cái nhóm sắc vật thực sanh lên sau cái tuần lễ thứ hai khi tái tục đó, thì nó cũng cái cách mà sinh diễn của nó thì nó cũng giống như là cái sắc nghiệp, tức là cái mỗi cái sắc na tiểu đó, thì nó tạo ra một cái nhóm sắc vật thực. Và dĩ nhiên ở đây đó thì chỉ cái nhóm sắc vật thực này đó, thì cũng lấy nhóm là cái nhóm bát phần. Nó chỉ khác cái sắc tâm là cái nhóm sắc vật thực làm nó sanh ra, nó sanh theo từ cái sắc na tiểu, còn cái sắc tâm thì theo sắc na đại vậy thôi. Rồi khi mà trải qua bắt đầu khoảng cái tuần lễ thứ 11 trở về sau á, thì khi đó về sắc nghiệp nó tăng thêm là 4 nhóm nữa. Ở đây chúng ta cũng lưu ý là sắc nghiệp thì gồm có 9 nhóm, nhưng mà mỗi cái cá thể từng chúng sinh một thì chỉ có 8 nhóm thôi, tức là hoặc là nam hoặc là nữ. Thì khi mà cái sắc nghiệp nó đã sanh ra 4 bộ nhóm đầu tiên trước, rồi kế sau đó nó thì lại là 4 nhóm tích còn lại. Thì ở đây chúng ta cũng phải lưu ý là những cái đơn vị sắc pháp ở đây được nói đến đó là những cái đơn vị cực vi. Chúng ta nhớ này, đây là cái đơn vị cực vi, tức là chúng ta tạm hiểu nó giống như là những cái tế bào, hay là những cái đơn vị nào đó nhỏ hơn tế bào. Mà chúng ta cũng không, ở đây nó cũng không phải là chúng ta cũng học, nó chưa có tượng hình, mà ở đây chỉ là những cái thành phần, những cái thành phần vật chất sơ khai ban đầu thôi. Thì vào ước chừng thì là khoảng cái tuần lễ thứ 11 sau khi tái tục, và ở đây đó thì cũng thật ra cũng không có cái thời gian chính xác, bởi vì nó còn là cái nghiệp lực của mỗi chúng sinh. Nghiệp lực ở đây tức là đối với một số chúng sinh á, thì cái thời gian nó có thể là nó sớm hơn hoặc là muộn hơn hoặc là không có. Ví dụ giống như là một người vì một cái ác nghiệp nào đó họ sinh ra họ phải mù lòa thì nó không có thần kinh nhãn. Tương tự như vậy đó, nếu vì một cái ác nghiệp nào đó mà nó bị khiếm khuyết các cái căn khác đó, thì có thể là không có thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt. Như vậy thì những cái nhóm sắc này đó, thì khi mà chúng ta nói rằng là cái thời gian sanh lên đó, thì chúng ta chỉ biết rằng là theo cái thứ lớp thì ba cái nhóm đối với sắc nghiệp thì ba nhóm đầu tiên nó sanh lên trước, rồi kế đến là cái nhóm mạng quyền, rồi sau cùng là các nhóm còn lại. Và ở đây đó thì nó cũng còn tùy theo cái hạnh nghiệp khác nhau của mỗi chúng sinh, hoặc là nhanh hơn hoặc là chậm hơn, hoặc là đầy đủ hoặc là khiếm khuyết. Thì chúng ta lấy cái ví dụ của một người đầy đủ á, đầy đủ các cái căn không có bị khiếm khuyết, có nghĩa là có mắt, tai, mũi lưỡi á, thì khi đó thì nhóm sắc nghiệp nó sanh lên
nó sanh lên thêm bốn nhóm, và khi này thì từ con số 204 này thì nó sẽ là 208, 212, tức là mỗi cái sắc na tiểu như vậy thì nó tăng lên, nó tăng lên bộ, nó tăng lên 8 và nó diệt 4, nó tăng lên 8 và diệt 4. Hay nói cách khác là cứ mỗi cái sắc na tiểu như vậy là nó tăng lên, nó tăng lên 4. Nó tăng lên 4 cho đến khi cũng tương tự giống như là trường hợp mấy cái các cái trường hợp đầu tiên, cho đến khi mà nó đã đủ tuổi thọ, tức là trải qua 17 sắc na đại rồi đó, thì khi đó nó sẽ là, nó sẽ là sanh lên 8 và diệt 8, sanh lên 8 và diệt 8. Như vậy thì đến con số thứ 108 á, thì khi đó nó giữ bình số. Và đối với chúng sinh nhân loại đó, một người có các căn đầy đủ thì con số 408 này á, là con số mà nó gì, nó sẽ duy trì cho đến khi mà chúng ta mệnh chung, hoặc là trong trường hợp vì một cái ác nghiệp nào đó, chẳng hạn giống như vì một cái lý do bị tai nạn hay bệnh tật mà chúng ta bị khiếm khuyết các căn, thì lần lượt nó sẽ mất đi cái một cái nhóm sắc nghiệp nào đó, giống như là mắt chúng ta bị hư đi thì cái con số này nó sẽ bớt đi một nhóm. Rồi cái thần kinh nhĩ, cái tai của chúng ta không còn nghe được thì nó sẽ bớt thêm cái nhóm còn nhĩ. Đó là trường hợp các cái căn khiếm khuyết. Còn đối với một người đầy đủ thì nó sẽ duy trì 408 cái nhóm sắc nghiệp này cho đến khi mà chúng sinh nó mệnh chung. Rồi các cái nhóm sắc tâm khác còn lại đó thì nó cũng giống như vậy, nó chỉ khác nhau về cái con số ít nhiều. Và ở đây thì chúng ta chỉ nhớ nhiều là nhóm sắc nghiệp, bởi vì cái sắc nghiệp nó là nhiều. Và cái thứ hai, sở dĩ mà cái nhóm sắc nghiệp nhiều là các vị để ý là trong bốn nhóm sắc pháp thì cái nhóm sắc pháp mà có các cái sắc pháp có thực tính đó, thì nhóm sắc nghiệp là sắc pháp nào cũng có thực tính. Còn đối với các cái nhóm sắc còn lại đó là có những cái sắc đó là không có thực tính, giống như là chúng ta lấy ví dụ giống như là nhóm sắc tâm, trong đó đó thì có cái nhóm là thân biểu tri, khẩu biểu tri, thì cái này nó không có thực tính. Rồi ba cái nhóm sắc đặc biệt cũng vậy, rồi cái sắc tứ tướng cũng vậy. Chỉ có đối với cái sắc nghiệp đó, thì tất cả các cái đơn vị trong những cái thành phần sắc pháp trong sắc nghiệp đó, thì đều là những cái sắc pháp có thực tính hết. Cho nên khi mà chúng ta học lộ sắc đó, thì chúng ta thấy rằng là cái nhóm sắc nghiệp có được kể từng nhóm sắc một, nhưng mà đối với các sắc pháp khác đó, thì chỉ lấy cái nhóm bắt thuần. Còn các cái nhóm sắc còn lại đó thì khi nào biểu hiện thì chúng ta mới kể, còn không có biểu hiện thì không kể. Còn còn mà tính cái đơn vị thật đó, thì chỉ có lấy cái nhóm bắt thuần thôi. Rồi, đó là cái phần sắc nghiệp. Sắc nghiệp chúng ta chỉ có lưu ý một vấn đề, đó là trong trường hợp là chúng ta vì một cái lý do nào đó, bệnh tật hoặc là vì ác nghiệp mà các cái sắc nghiệp nó khiếm khuyết, còn ngoài ra thì sắc nghiệp nó giữ cái con số là 408. Riêng đối với sắc tâm vốn là cái sắc do tâm tạo, và có những tâm nó không tạo được cái sắc pháp. Đối với chúng sinh ở cái cõi dục giới đó, thì có ngũ song thức đó, là cái tâm không có tạo được cái sắc pháp. Còn đối với các còn bốn tâm còn lại là bốn cái tâm quả vô sắc đó, là không có kể ở đây, là bởi vì bốn cái tâm quả vô sắc đó, chỉ có đối với phạm thiên vô sắc, mà phạm thiên vô sắc thì không có sắc, cho nên là cái bốn cái tâm quả vô sắc đó nó không có ảnh hưởng đến cái tiến trình sinh diễn của cái sắc tâm. Nhưng mà riêng đối với ngũ song thức đó, là cái tâm mà nó có mặt đối cho chúng sinh là cái khỏi ngũ quẩn, cho vậy là nó ảnh hưởng đến cái dòng sinh diễn của cái nhóm sắc tâm. Thì ở đây các vị thấy là cứ mỗi cái sắc na đại sanh lên đó, thì cái tức là hay nói cách khác đó là cái mỗi cái sắc na tâm sanh lên đó, thì cái sắc na tâm đó, nó sẽ tạo ra
một nhóm sắc tâm. Nhưng mà khi mà cái tâm ngủ sanh xong thức sanh lên á, thì ngủ xong thức nó không có tạo sắc tâm. Thì khi đó đó, cái sắc tâm nó có diệt mà nó không sanh. Cho nên nó trước đó đó là nó cứ mỗi cái sắc đa đại là nó sanh một diệt một, sanh một diệt một, cho nên nó giữ cái bình số là 17. Nhưng mà cái dòng tâm thức của chúng ta khi mà cái lộ ngũ môn sanh lên, có ngũ song thức á, thì khi mà cái tâm ngũ song thức sanh lên, đến ngay cái sắc na tâm ngũ song thức, cái ngũ song thức nó không có tạo sắc tâm. Cho nên hễ mà cái ngũ song thức nó sanh lên rồi đó, thì cái nhóm sắc tâm nó còn 16 thôi, là bởi vì khi đó là nó chỉ có diệt mà không có sanh. Và do vì nó diệt và nó không sanh như vậy đó, cho nên từ 17 nó còn 16. Và nó giữ, rồi sắc na kế đó, thì nó cũng sanh một diệt một, sanh một diệt một. Cho nên là nó cứ 16. Và nó 16. Cho đến khi mà cái sắc na, cái nhóm sắc tâm mà sanh vào cái tâm tiếp thâu kế sau ngũ song thức á, nó dài dặn á, thì khi đó, đó nó mới đủ lại cái con số, cái bình số là 10, nó đủ lại cái bình số 17. Chỗ này các vị có nhận ra được không ạ? Sở dĩ mà có con số 16 này đó là do vì ngũ song thức nó sanh lên, thì khi mà ngũ song thức sanh lên á, thì nó không có tạo ra sắc tâm. Mà chính vì nó không có tạo ra sắc tâm á, thì cho nên nó mất một con số. Các vị có hiểu chỗ này không? Hiểu. Thì vậy có nghĩa là qua tới cái tâm mà ngủ môn á là nó lại sanh lại bình thường. À, nó mất một con số do vì nè. Các vị thấy ở đây. Cái chỗ này nè. Là nó không sanh. Nó không tạo ra sắc tâm. Cho nên là khi mà nó đang 17 như vậy đó, thì trước đó, đó cái mỗi cái sắc na như vậy đó, là nó sanh một diệt một, cho nên nó giữ được con số 17. Nhưng mà đến cái sắc na thứ, khi mà cái tâm ngủ xong thức sanh lên đó, thì có cái nhóm nó đã đủ tuổi thọ, nó già đi, nó diệt mà không có sanh lên, cho nên nó 16. Và từ đó về sau nó vẫn cứ là sanh lên một và diệt một, cho nên là nó giữ con số 16. Nhưng mà khi mà từ cái 16 này đổ về tới đây á, thì khi đó đó là nếu mà cái sắc na nào mà nó sanh lên cái ở cái thời điểm này, thì khi đó tới đây thì nó sẽ diệt. Nhưng mà do vì ngay cái thời điểm này không có sắc na nào sanh lên, cho nên đến cái thời điểm này nó không có sắc na nào diệt, cho nên nó lấy lại cái bình số 17. Các vị nắm được chỗ này không? Các vị cứ nghĩ nè, các vị lấy như thế này. Bất luận một cái nhóm sắc pháp nào, khi mà nó sanh lên á, thì nó chỉ tồn tại được cái thời gian bằng 17 cái sắc na tâm thôi. Dạ. Dạ, các vị nắm chỗ đó chưa? Dạ. Dạ, thưa sư nắm rồi. Dạ. Và khi mà đến đây nè, đến chỗ này á, là không có một cái sắc na nào nó đủ cái tuổi thọ 17 sắc na hết, là bởi vì là chỗ này nó không có cái sắc na nào sanh lên hết, cho nên đến cái sắc na này nó không có nào đủ chưa đủ tuổi thọ hết.
cho nên khi này nó chỗ này là nó ngược lại trên đây, chỗ ở trên đây là nó có diệt mà không sanh, đến đây nó có sanh mà không diệt, sanh mà không diệt. Giờ các vị nhận ra chỗ này chưa? Cho nên nó lấy lại con số được con số 17. Thì chúng ta cứ nói như vậy cho nó dễ hiểu nè. Nó giống như cái cách mà mình làm cái bài toán tiểu học vậy đó. Ví dụ giống như chúng ta nói rằng là có một cái bệnh viện giải chiến mà mỗi ngày nó là nhận một bệnh nhân, và mỗi bệnh nhân nó được điều trị trong 17 ngày. Vậy thì sau 17 ngày thì sẽ có bao nhiêu bệnh nhân như vậy? Thì cứ mỗi bệnh nhân á được điều trị trong bệnh viện giải chiến 17 ngày, sau 17 ngày nó phải xuất viện. Mà mỗi ngày thì bệnh viện chỉ nhận nó tiếp nhận một bệnh nhân thôi. Thì tất nhiên là sau 17 ngày nó sẽ lấy lại cái bình số, tức là nhận một mà xuất ra một, tiếp nhận một bệnh nhân mà ra một bệnh nhân. Cho nên nó cái bình số nó luôn luôn là 17. Nhưng mà nó có một ngày là bệnh viện không có nhận cái bệnh nhân nào, cho nên nó sẽ đúng cái 17 ngày sau đó, thì ngày đó không có bệnh nhân nào xuất viện hết. Tại vì cái bệnh nhân mà ở lâu nhất thì chỉ mới có 16 ngày thôi. Dạ, các vị nắm kịp. Dạ. Thì cái lỗ sắt này nó không có gì là khó hết á. Mà nó chỉ là những cái con số mà đôi khi do bị... Có thể do lúc mà tôi mệt nói không có được rõ ràng đó là các vị nắm không kịp. Dạ. Dạ, tụi con nói nhiều khi chưa kịp có thể. Dạ. Ngày hôm nay chúng ta nghỉ học sớm ở đây. Bữa sau thì chúng ta học về cái sắc pháp diệt. Sắc pháp diệt thì nó cũng dễ như vậy thôi. Sắc pháp diệt ở trong một số trường hợp như là một vị nhập thiền diệt và một số chúng sinh mạng chung. Thì dễ như thế này là các vị dễ nhớ nè, là học về cái lộ sắc á, là sở dĩ mà được chia thành bốn nhóm và do bốn nhóm này nó do có bốn cái nhân sanh, vì cái nhân sanh nó khác nhau, có những cái thành phần trong cơ thể chúng ta do nghiệp tạo, có những thành phần do tâm tạo, có những thành phần do vật thực thức ăn chúng ta tạo, có những cái thành phần do cái điều kiện môi trường. Và chúng ta học cái điều này chúng ta sẽ tự mình giải thích cho một số trường hợp, chẳng hạn giống như là cái bệnh tật của chúng ta cũng vậy, nó có những cái bệnh do nghiệp, có những cái bệnh là do tâm, giống như là những người phùng thiền muộn hay là họ có những cái việc gì mà quá đau buồn vậy đó thì nó ảnh hưởng đến sinh lý, rồi có những cái bệnh nó là do cái thức ăn của mình, có những cái bệnh nó là do cái vật thực của mình. Thì ngày xưa các thầy nói là thấy bệnh gì thì phải trị bằng cách đó. Hễ mà tâm bệnh thì phải trị cái gốc tâm thôi, chứ còn mà tâm bệnh mình đi trị khác không hết. Nó giống như nó thất tình mà mình cứ lo hết món ăn chỉ ăn không vô, bởi vì cái tâm bệnh mà. Rồi còn mà cái mà còn có những cái bệnh đó là do cái thức ăn không có đúng, rồi có những người nó là do cả cái môi trường ô nhiễm, chẳng hạn giống như là một số cái công việc làm mà phải tiếp xúc với hóa chất. Thì các ngày mới nói là cái bệnh nào mới do cái đó trị, còn cái nghiệp á là phải chờ nó hết nghiệp thôi. Và cái bệnh mà đó là do nghiệp là phải chờ nó hết nghiệp.
Cho nên là một người Phật tử chúng ta là không có, mình học Phật pháp để mình không có cực đoan. Có những người đó thì nghĩ rằng mình biết đạo rồi, cho nên cái gì cũng đổ từ nghiệp, không phải. Nếu cái gì cũng do nghiệp hết thì mình tu làm cái gì, mình đâu có thay đổi được cái gì. Dạ, nó không phải là một nguyên do. Thì chúng ta cũng là nghĩ sao qua đây. Tại giờ thì tôi muốn mà các vị, tôi sẽ đi bền với các vị. Tôi dạy nó cũng vừa chừng, tôi nghĩ là nó cũng, các vị cũng không có ngán, mà tôi hiện đại tôi cũng không cảm thấy tôi cũng khỏe. Dạ. Thì có thể từ đây về sau chúng ta học ngắn một chút, tức là một ngày một tiết học ấy, chúng ta học chỉ có 45 phút thôi. Nhưng mà tôi mong là trong 45 phút mình xong, mà tôi cố gắng để mà tôi trình bày tốt nhất cho các vị. Dạ. Rồi chúc các vị ăn vui. Dạ. Dạ. Chúng con kính chào sư ạ. Sức khỏe ạ. Dạ thú, chúng con kính tri ân sư ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Rồi các vị lưu ý hãy, dạ, mà các không hiểu cái gì các vị phải hỏi. Dạ, nhất là ít người như thế này nó rất là thuận lợi. Dạ. 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 Nếu mà các vị sức khỏe thì các vị cũng giúp tôi làm được toàn cái trách nhiệm. Dạ.